Hello, xin chào các bác nhá. Mà em sẽ quay review một chiếc Twitter. Đấy, mà cái màu của nó thì cực là chói rồi. Cái màu này màu lõn chuối các bác nhá. Màu lõn chuối, con Twitter Cyclone Pro 2022 carbon. Đấy, và cái dáng khung của con Cyclone này thì không phải nghĩ rồi. Nó rất là khỏe khoắn, thì rất là cơ bắp luôn. Màu xanh lõn chuối. Thì em đi sơ lược qua về tổng thể cấu hình của em nó. Thì cái dòng Twitter thì nó dùng full của Zetrobec các bác ạ. Dùng full Zetrobec nhá. Đây, Zetrobec này. Thấy chưa? Hấp Zetrobec này. Đấy. Tiếp theo là Củ đề sau cũng là của Zetrobec luôn. Cái này nó che mất rồi. Đây, củ đề Zetrobec này các bác nhìn chưa? Đấy, thì cái báng của cái gạt củ đề này thì nó lại là carbon. Có những cái sợi carbon của nó chưa? Đấy. Các khứa carbon này, báng này là carbon. Bộ giò đĩa cũng là Zetrobec. Bộ giò đĩa trục rỗng Zetrobec 2 tầng. Đấy. Cối nổ gạt đĩa cũng là của Zetrobec luôn. Đấy, hầu như là full của Zetrobec. Thì nhiều bác cứ bảo là tại sao một chiếc xe carbon mà giá thành bên tầm này thì rẻ quá, nhưng mà theo em nhận định thì cũng xứng đáng với tầm tiền của nó đấy các bác. Tại vì bây giờ nó cũng đã lược bỏ hết, nó đã dùng hết đồ Zetrobec rồi. Đồ Zetrobec là của hãng người ta tự làm luôn. Zetrobec này là hãng của Đài Loan. Người ta tự làm luôn để giảm cái giá thành nó xuống. Để làm sao mà ra được chiếc xe carbon mà chỉ khoảng mười mấy triệu thôi. Thì các bác phải chấp nhận. Còn muốn ngon hơn thì các bác sẽ đi thêm bộ group 105 hay là Soja hay là gì đấy tùy các bác. Nhưng chắc chắn là ví dụ như cắm một bộ 105 vào thì phải trên 20. Đó là điều đương nhiên. Không có gì để bàn cãi cả. Mình muốn rẻ thì mình sẽ muốn có sườn carbon đi, nhưng mà muốn giá thành nó tốt thì chỉ có dùng Zetrobec thôi. Đây là Zetrobec này các bác này. Đấy. Vành của nó vành 3 phân rưỡi, cũng là vành nhôm Zetrobec luôn. Nốp Innova sọc lâu. Con này là 700C x 25. Đấy, khá là ngon. Phối nổ đấy các bác. Đấy, các bác nhìn chưa. Đấy, kêu cháy phố luôn. Đây là bộ tay lắc. Cái này kết hợp tay lắc và phanh các bác nhé. Lắc này, nhẹ là lên này, nhẹ là xuống, mạnh là lên này, nhẹ xuống này, phanh này. Đấy, kết hợp đầy đủ luôn. Bi đông nhôm Zetrobec hết. Đầy đủ, con này là full của Zetrobec. Cọc yên của nó là cọc yên nhôm. À, cọc yên carbon các bác nhé. Cọc yên và lạng là carbon. Đấy, con này thì size 48. Bên em có đang về đầy là đủ, đầy đủ màu. Sẵn xe, đầy đủ size hết luôn. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên hẻm xe Obi nhá. Đấy. Cực đẹp luôn cái màu xanh này. Không có gì bàn cãi với cái quả màu gọi là đi đâu là chói đấy được nữa. Chơi thể thao thì các bác cứ chơi màu bác nào mà không sợ sáng quá thì cứ đi chơi hẳn màu cho nó lồi hẳn. Chơi thể thao mà các bác còn đâu quần áo hay mặc màu tối là được. Chơi xe đi giày cũng chỉ cần một điểm nhấn là giày giày lổi một tí, còn là áo trên mình mặc tối xuống là đẹp ngay, nó lổi ngay mà. Đấy, hiện tại em đang sẵn nhá, các bạn có nhu cầu liên hệ bên hẻm xe Obi. Rồi, em xin kết thúc video tại đây.